Dạ, các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Yamaha R6, vẻ đẹp thôi thúc của những tín đồ mê xe độ ở Việt Nam. Cái chiếc Yamaha R6 được xem là cái mẫu sport hạng trung, sở hữu cái tài sắc vẹn toàn và là niềm ao ước của không ít anh em biker cái thời bấy giờ. Trường tồn cùng với đẹp thời gian là cái sự chăm sóc kỹ lưỡng của một chủ nhân biker Việt, với gói trang bị tính kèm đem lại cái sự dung hòa đến tuyệt vời. Tổng thể hành trang mang theo là một thiết kế nhỏ nhắn nhưng đậm đà cái chứng khí động học khi so với cái cũ trong cùng một khúc. Sở một cái gam màu là khá trầm nhưng đủ nổi bật trên đường phố. Cái màu xám bóng đơn giản là cực kỳ chất. Đôi mắt thần công từ công nghệ chiếu sáng Rosenthal được độ thay cho cái bóng halogen tiêu chuẩn, nâng cao hiệu suất ánh sáng và cái độ ngầu cho bản đồ này khi bị đêm. Hệ thống tay lái càng trở nên là vững chãi, thúc cái những tín đồ mới sửa đổi hơn. Cái được sửa đổi trang bị bộ trợ lực Hero ASC, cái bộ cụm Accosto tích hợp cái cốc bình dầu điền, cái cụm con dây Accosto bắt in từ Ý. Vị trí cái mặt đồng hồ bình xăng còn được bảo vệ bởi lớp trang bị ốp carbon bơm là khá hoàn hảo, cung cấp hiệu suất âm thanh cũng như nâng cao cái công suất hoạt động với gói trang bị là ống xả Anubis dành cho các bản đồ này. Hiện tại mẫu xe này đã bị ngừng sản xuất ở hệ này và nhường lại cho cái mẫu mới nhất sở hữu thiết kế cách tân hơn với phiên bản là R6 năm 2008 với mức giá 12.200 USD, tương đương gần khoảng là 279 triệu Việt Nam đồng. Yamaha R1 tạo dáng là cực kỳ chất với chủ nhân triệu chi ở cái tứ chùa vàng. Cái chiếc Yamaha R1 là mẫu mô tô công nghệ hàng đầu phân khúc của dòng Yamaha, sở thiết kế học hỏi từ người đàn anh M1, đem lại cảm giác là khoái lạc trên người cầm lái cũng như cái sự đặc trưng của khối động cơ có rèn. Khi đến với chủ nhân là một cô gái đất Thái thì cái mẫu R1 của nhà Yamaha càng trở nên hung dữ, đậm đà cái tâm linh khi được khoác cho mình bộ cánh Dragon đến từ Sticker. Tiếp đó là cái bộ phong cách đồ chơi thần thoại của nữ chủ nhân xinh đẹp này, tạo ra một cái góc ảnh là khá hoàn hảo. Hãy cùng chúng tôi theo dõi cái cặp đôi này sau clip dưới đây. Chủ nhân sở hữu cái chiếc M1 đậm chất thần thoại này là một cô gái có cái tên là Vichai, sinh ra lớn lên ở đất nước Thái Lan, nơi có nguồn gốc với những ngôi chùa cổ kính hàng đầu châu Á. Đặc biệt hơn là cái chiếc nón full face khi cô dùng cũng được thực hiện bởi cái nhóm Decan Grand Disker. Nhìn chung cái mẫu N1 độ trong clip này là khá giản đơn nhưng vẫn toát lên được cái chất cream đối với những ai nhìn thấy. Đó là những hình ảnh mê mệt từ cái tâm linh, linh hồn rồng sinh ra từ tư tưởng của cái con người, tạo nên cái sự hung tợn, quy nghi cho cái thân hình của mẫu N1 này. Bên cạnh đó là cái sự hỗ trợ cũng rất nhiều trang bị cần thiết, cao cấp. Như ở vị trí lái là cái bộ cụm phanh Rainbow Rossi, cái càng bảo vệ tay lái carbon, hệ thống bánh trước sửa đổi với cái đĩa của Rakotec USA, bộ phanh của Rainbow Disc cao cấp, âm thanh cũng được truyền tải thông qua cái dàn ống xả Aros Full System. Bản độ N1 này còn hút hơn khi được đứng đầu chung với cái chủ nhân, khi có trang phục là cổ truyền của người Thái, sở cái dung mạo là khá xinh đẹp. Yamaha R1 2008 là cái chiếc siêu tôn mới nhất, mạnh mẽ nhất của nhà Yamaha. Và giá của chiếc R1 2008 rơi khoảng là 730 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.